Rồi, chào các bạn những người đang xem ha. Hôm nay tiếp tục thu hoạch lúa OE18 nha các bạn. Từ nay cho đây mình đi theo chiếc máy này xuống nha các bạn. Tại vì mình không đi xe được á. Mình ra là qua nhà cái chiếc máy này đi ha. Còn bên kia các bạn ơi, bên này nghe nói đâu mười mấy công gì đó các bạn, 14 công cái gì á. Hồi đầu mình đang quay đồng ở bên Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú gì đó. Ở bên Nha Si ha. Cũng không có chuột, mấy anh này đợi bắt chuột mà tính ra không có các bạn. Quá là trúng luôn, sập gòm gòm hết trơn luôn nha. Thì là gặp chú ruộng hỏi thêm nha các bạn. Rồi đi quay dàn lối xíu cho các bạn xem, sẵn quay chỗ này xíu nha các bạn. Coi có chuột bọng gì không. Trời sình không các bạn ơi, cắt miếng này tải không mà không có tạp bao được, nhà cũng hơi lâu nha các bạn. Quay dàn lúa cho các bạn xem ha. Quá trời bông, quá trời đạt luôn các bạn. Bao lớn không nha các bạn, để xem cắt cò cái miếng này coi được như bao ha. Quá trời trúng nè các bạn thấy không, vậy cắt lúa mình khoái mấy miếng đứng ha, miếng gồm gồm vậy mới khoái nè, mới đã nè. Nói vậy thôi chứ chưa biết được như bao nè.
mưa luôn các bạn. Còn nhà hai công đất nữa mới gọi bên kia hai miếng, bên kia hai công, bên đây còn không làm không? Đêm nữa mệt lắm. Ê, mai nhà. Thôi mấy người 10.000 cũng nhiêu. Rồi, còn một lam cuối cùng nha các bạn. Đến thứ ba được như bao? Bao hả? Mấy công? 15 công, 267 bao hả? Trời ơi. Thì bán được ký nhiêu? Bán được ký nhiêu? 62 hả? Ừ.